vật từ trên trời rơi xuống không những như quả miệng có thể nổ bất chợt gây nguy hại đến sự an toàn của người tham gia giao thông trên đường cao tốc nào là ném dương nào là heo lợn sống trùng chạy lên cao tốc những điều này khiến cho nhân viên thi hành công vụ trên đường cao tốc cảm thấy đau đầu vô cùng những vật bị đánh rơi trên đường cao tốc càng ngày càng lạ và cũng mỗi năm một nhiêu. Theo thống kê, năm 2017 có khoảng 42.000 trường hợp, năm 2018 giảm 1.000 vụ, năm 2019 vẫn tiếp tục giảm, nhưng đến năm 2020 lại bỗng dân tăng 5.000 vụ. Từ các vụ khởi tố của cảnh sát đường cao tốc cũng phát hiện xu thế tương tự. Các vụ việc bị khởi tố của năm 2020 nhiều hơn 4.000 vụ so với những năm trước đây. Nguyên nhân các vụ việc vật lấn đời trên đường cao tốc ngày càng nhiều, Ngoài do tăng cường thi hành pháp lệnh ra, một phần cũng vì những người lái xe khác cũng có thể thông qua camera trên xe để tố cáo các chủ xe khác. Xe chạy trên cao tốc mà đánh rơi đồ vật, nhiều nhất có thể phạt 18.000 đại tệ. Để bảo vệ cho túi tiền của mình, trước khi lên cao tốc, cần phải kiểm tra xe cẩn thận, xem là các vật chở trên xe đã được cố định hay chưa, để không trở thành quả bơm nổ chậm trên đường cao tốc.